Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage Học văn chị Hiên ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng nghe audio với chị thôi. Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio này. Ở trong phần audio này sẽ là một điều rất đặc biệt cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng với nhau đọc lại một lần nữa một thiên truyện của nhà văn Kim Lân, truyện ngắn Vợ Nhặt, kem nhé. Trước kia mỗi chiều, cứ vào lúc chàng vạng mặt người thì chàng đi làm về. Hắn bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu, luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều. Hai bên quai hàm bạnh ra rung rung làm cho bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhính những ý nghĩ vừa lý thú vừa dữ tợn. Hắn có tật vừa đi vừa nói. Hắn làm nhảm, than thở những điều hắn nghĩ. Trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn vập vạp của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả ra vây lấy hắn, reo cười váng lên. "A a, anh chàng đã về chúng mày ơi. Anh chàng bế em mấy? Anh chàng ơi đã uống rượu chưa? Anh chàng ơi." Đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa cù, đứa kéo, đứa lôi chân không cho đi. Chàng chỉ ngửa mặt lên cười hành hạch. Cái xóm ngủ cư tồi tàn ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc. Nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón chàng nữa. Chúng nó ngồi ủ rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích. Trong bóng chiều nhá nhem, chàng đi từng bước mệt mỏi, áo nâu tàng vắt sang một bên cánh tay. Cái đầu chọc, chúi về đằng trước, hình như những lo lắng chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu, lũ lượt bồng bế, dắt xíu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngả dạ. Không buổi sáng nào, người trong làng đi chợ, đi làm đồng, không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều, người trong xóm bỗng thấy chàng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phởn phơ khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau, chừng ba bốn bước thì cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái non sách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt, thì có vẻ rón rén e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem. Sợ chúng nó đùa như trước, chàng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. Mấy đứa trẻ đứng dừng lại nhìn chàng, đột nhiên có đứa gào lên: "Anh chàng ơi!" Chàng quay đầu lại, nó cong cổ gào lên lần nữa: "Trông vợ hài!" Chàng bật cười: "Bố danh!" Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm. Chị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm trở về chiều càng sơ xác, heo hút, từng trận gió từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố úp súp tối om, không nhà nào có ánh đèn lửa. Giữa những gốc đa, gốc cạo xù xì, bóng người đói sật sờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quả trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Nhìn theo bóng chàng và người đàn bà lủi thủi đi về bên, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán, hình như họ cũng hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ. Một người thở dài, người khác khẽ thì thầm hỏi:
Ai đấy nhỉ? Hay là người xuôi quê bà cụ Tứ mới lên? Chả phải, từ ngày còn mồ ma ông cụ Tứ, có thấy họ mạc nào lên thăm đâu. Quái nhỉ? Im một lúc, có người bỗng lại cười lên rung rúc. Hay là vợ anh cu chàng? Ừ, khéo mà vợ anh cu chàng thật anh em ạ. Trông chị ta thèn thẹn hay đáo đẻ. Ôi chao, rời đất này còn rước cái của nợ đời về, biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái thì này không? Họ cùng nín lặng. Người đàn bà như biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình thì càng ngượng nghịu, chân nọ bước xíu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích chí lắm. Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình. Người đàn bà càu nhàu câu gì trong miệng, hắn quay lại hỏi. Gì hả? Không, hắn cũng càu nhàu. Làm gì mà họ khỏe nhìn thế không biết. Hắn bỗng đứng lại, dừng lại nhìn ngang cửa. Này bác Trang, bác Trang. Một khuôn mặt cửa tối, một cái đầu chọc thò ra gọi giật giọng. Trang lật đật quay lại. Về muộn mấy? Hẵng vào chơi cái đã nào. Trang đứng lại thoái thác. Thôi ông để cho đến hôm khác. Cái đầu chọc nháy nháy một con mắt, hất hất về phía người đàn bà hóm hình. Cánh nào đấy? À, người quen. Thôi để hôm khác ông nhá. Hắn quay ngoắt trở ra, lật đật theo người đàn bà, từ người xấu hổ chạy trốn. Người đàn bà đã đi đến trước cái miêu cũ, chàng gọi với. Ấy, sẽ lối này cơ mà. Đằng này à? Ừ. Hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ. Con đường sâu thăm thẳm luồn giữa hai bờ tre cao vút. Ở đây vắng vẻ thoải mái. Hắn định nói với thị một vài câu rõ tình tứ mà chả biết nói thế nào. Hắn cứ lung ta lung túng, tay nọ xoa xoa vào vai kia đi bên người đàn bà. Thị cũng không nói gì, hai con mắt tư lự nhìn ra phía trước. Tiếng gió bên bờ tre rì rào và tiếng lá khô kêu xào xạc dưới bàn chân. Trong một lúc, chàng hình như quên hết những cảnh sống ê chề tăm tối hàng ngày, quên cả đói khát ghê gớm đang đe dọa, quên cả những tháng ngày trước mặt. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt chàng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Sắp đến chưa? Người đàn bà chợt hỏi. Sắp. Có ai nhà không? Có một mình tôi mấy u. Thị tủm tỉm cười. Đã một mình lại còn mấy u, bé lắm đấy. Hắn bật cười. À nhỉ. Câu chuyện xem chừng đã thân thân. Hắn đi sát gần thị hơn, ngẫm nghĩ một lúc. Chợt hắn giơ cái chai con vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe. Dầu tối thắp đây này. Sang nhỉ. Khá thôi, hai hào đấy. Đắt quá, cơ mà thôi chả cần. Hoàng nó vừa chứ. Hắn chặt lưỡi. Vợ mới vợ miếc thì cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ. Chả nhẽ chưa tối đã rúc vào ngay. Hì hì. Khỉ gió. Thị phát đánh đét vào lưng hắn, khoập mặt lại. Hắn thích chí ngửa cổ cười khanh khách. Mấy con chó giật mình chạy thọt vào trong lũy, thò mõm ra sủa vang lên. Chàng nhặt một hòn gạch vung tay ném mạnh một cái. Mẹ bố chúng mày cắn gì thế? Vẫn chưa đến à? Còn chán. Khiếp. Thị cau mặt lại dẫy lên. Hắn phì ra cười, cúi xuống nhấc cành rong dấp ở cổng ra reo lên. Đây rồi. Thị lẳng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng rúm gió trên mảnh vườn mọc lồn nhồn những bụi cỏ dại. Thị đào mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Chàng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát sống áo vứt bừa bộn cả trên giường dưới đất. Hắn quay lại nhìn thị cười cười. Không có đàn bà nhà cửa thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo, chàng vỗ vỗ xuống giường đon đả. Ngồi đây, ngồi xuống đây. Tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn ngồi mơm xuống mép giường. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Chàng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên. Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết. Hắn loanh quanh chạy hết ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thị vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần. Hắn nghĩ bụng,
quái, sao nó lại buồn thế nhỉ? Ồ, sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tồm tìm cười một mình, nhìn thị ngồi ngay giữa nhà. Đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hà, việc xảy ra thật hắn cũng không thể ngờ. Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào, đâu có hai bận ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh, mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đây. Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi hạt vãi, hay có ai công việc gì thì gọi đến để làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho đỡ mệt. Hắn hò rằng: muốn ăn cơm trắng mấy giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn. Hắn cười như nắc nẻ: kìa, anh ấy gọi, có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thì cong cớn: có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Chàng ngoái cổ lại vút mồ hôi trên mặt cười: thật đấy, có đẩy thì mau, thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy đến đẩy xe cho chàng. Đã thật thì đẩy chứ sợ gì, đang ấy nhỉ? Thị liếc mắt, cười tít. Chàng thích lắm, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, chàng vừa trả hàng xong ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tình thì thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng sỉa nói: điêu, người thế mà điêu. Hắn gương mặt nhìn thị, hắn dương mắt nhìn thị không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra thị là ai. Hôm nay thị rách quá, quần áo tả tơi như tổ đìa, thị gầy sọp hẳn đi. Trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy leo lèo cái mồm hẹn xuống thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi, hắn tét miệng cười. Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hắn ngồi xuống đây ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn chán dầu. Thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn. Đây, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi. Rích bố cu, hả? Hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì sáng lên. Thị đon đả: ăn thật nhá. Ừ, ăn thì ăn sợ gì. Thế là thị ngồi xà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc, chẳng cho chuyện gì. Ăn xong thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng thở: hà, ngon. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười: làm đếch gì có vợ. Này, nói đùa chứ, có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về. Nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa, ai ngờ thị về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợt nghĩ, thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Sao không biết nghĩ thế nào, hắn chặt lưỡi một cái: chặt, kệ. Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tình, bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ đồ lặt vặt, và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê, rồi cùng đẩy xe bò về. Chàng chợt đứng dừng lại lắng tai nghe. Ngoài ngõ có tiếng người húng hăng ho. Một bà lão từ ngoài dạng che lọng khọng đi vào. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Các bạn thân mến, câu chuyện vợ nhặt của chúng ta diễn biến như thế nào? Bà cụ Tứ liệu rằng có chấp nhận anh cu chàng cũng như là người vợ nhặt của mình hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe audio phần 2 truyện ngắn vợ nhặt của chị Kem nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio văn học tiếp theo.